Uh, chào các bạn, uh, mình là Phương TK, rất vui được gặp lại các bạn Hôm nay mình lại có một cái chia sẻ nhỏ nữa với các bạn Thì nó từ một câu hỏi của các bạn hỏi rất là nhiều về cái việc các bạn bắt đầu sử dụng layout và nó gặp một số vấn đề Khi mà các đường lifestyle của các bạn nó không giãn theo như ý muốn Thì uh, đây là cái tình huống mà mình đặt ra Nó dựa trên câu hỏi của các bạn thôi uh, Thì ở đây khi mà các bạn vẽ xong một cái mặt bằng như này chẳng hạn Hoặc là khi mà các bạn dùng các lifestyle và có độ giãn như thế này đây có nét đứt hoặc nét uh, chấm gạch đúng không? thì khi mà các bạn sang layout các bạn trình bày và các bạn dùng ấy tạo một cái mv này, dùng mv tạo một cái uh, viewport đấy, thì sang đây nó lại gặp một cái tình huống là cái phần uh, độ giãn của lifestyle nó lại không theo ý muốn như mà các bạn như ở bên model mà các bạn đã vẽ thì uh, chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể để hiển thị những cái thằng này nó ngon lành được? Uh, thì ở đây chúng ta có hai cách thì mình sẽ nói luôn chia sẻ với các bạn hai cách uh, trước tiên thì các bạn có thể uh, sử dụng cái uh, cái bảng đánh lt lên bảng live thì trong này nhá thì mình thông thường nó sẽ như thế này nó không sâu cái phần dưới này thì các bạn bấm vào cái phần sâu này sau đi tay này đó thì nếu mà các bạn thấy nó đang tích như thế này thì các bạn có thể bỏ đi đấy bỏ cái tích này đi ok này Đấy nhá và giờ, bây giờ mình sẽ thử tạo một cái viewport mới để các bạn có thể xem đây thì nó sẽ giãn lại nhưng ngon lành như các bạn đang sử dụng. Ok, đấy là cách đầu tiên. Thế còn cách thứ hai, cách thứ hai thì các bạn có thể sử dụng lệnh để biến đổi cái lệnh hệ thống, à, cái biến hệ thống để các bạn có thể làm được thì đây nó có cái lệnh là pslt scale này. Đấy, bấm vào đây. Thì à, vừa nãy mình đã đổi rồi, cho nên nó có biến bằng không. thì Thông thường thì nó có biến bằng một với cái cái lt này trong này nếu mà các bạn tích vào đây nhé thì nó tương đương với biến bằng một còn bỏ đi tương đương với biến bằng không thì tích vào là lỗi không được đúng không mình thử này tích vào không được và mình đánh lại cái lệnh à, LT scale đấy thì nó đang biến bằng một đấy thì bây giờ bạn chuyển nó về biến bằng không đó thì khi mà bạn à, làm thì nó sẽ được như bạn mong muốn bây giờ mình sẽ thử nhá à, biến bằng à, biến bằng một này biến bằng một là như thông thường đúng không thì khi mà chúng ta tạo MV thì nó sẽ không ra được một cái sản phẩm như ta mong muốn đó. Nào bây giờ chúng ta dùng biến bằng không đó. thì khi mà chúng ta làm này, như này. đấy thì có một cái chú ý nữa là khi mà ngay từ ban đầu khi mà các bạn đã làm rất là nhiều khung MV rồi ấy. cái này giả sử như khi mà nó đang mặc định và các bạn có rất nhiều cái biến cái khung ở trong cái hình bản vẽ của các bạn đã có rất nhiều rồi và nó đang như thế này thế bây giờ các bạn muốn giãn tất cả những cái thằng này đúng không những thằng mà chúng ta làm rồi ấy kể cả nhá đây nhá khi mà các bạn làm rồi sau đó các bạn đánh lệnh các bạn chuyển về không này và các bạn tạo view mới tạo view mới thì cái thằng cũ nó không nhảy thằng này thì các bạn tạo một cái nó nhảy ngay những thằng cũ nó không nhảy thì lúc này các bạn buộc các bạn sẽ phải kích đúp vào trong cái hình này nhớ là khóa khung nhá khóa khung lại sau này cái tỷ lệ các bạn phải khóa lại thì nó sẽ không bị mất tỷ lệ của các bạn các bạn nhấy đúp vào đây các bạn đánh đi gần lại nhá đó, regen lại Đấy Thì tất cả chúng ta nháy đúp vào đây Xong chúng ta regen lại Đấy thì khi mà Khi mà mình không khóa cái tỷ lệ ấy, Thì nó sẽ bị Tình huống như vậy Nó sẽ bị uh, Di chuyển với cái tỷ lệ của chúng ta đi Đấy regen lại Thì nó sẽ được Như cái Bên model mà các bạn mong muốn Ok Đó Đấy là cái, cái một chia sẻ nữa Và có rất nhiều câu hỏi để hỏi Các bạn lại hỏi về cái vấn đề này Cho nên là tiện thể mình làm một cái video Để sau này tiện trả lời các bạn hơn Ok đây đây một view của chúng ta. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.